Anh ơi, anh có thấy cái điện thoại của em đâu không? Anh là giỏi nhất á. Em đi làm nha. Mà anh có thấy chìa khóa xe của em đâu không? Em để trong túi. À, đây nè, anh á. Dây cột tóc của em đâu? Cho bà ơi, đi về nhà với anh. Anh là ai vậy? Buông ra, tôi đâu có quen anh đâu. Nè, cô ấy bảo anh buông cô ấy ra kìa. Mày là ai vậy? Anh ấy là người yêu của tôi. Thích. Không có gì. Đến là anh thích vị kem dưa hấu. Em ở đây ngoan nha, anh qua cửa hàng tiện lợi mua cho em cái băng keo cá nhân. Cuối tuần này mày tính đi đâu? Đi chơi với cô ấy, đây là lần hẹn hò đầu tiên. Ê, thấy cái homestay này đẹp không? View nhìn ra biển á. Phòng 2 giường, có lộn không vậy? Ừ, thì sao? Mày nghĩ gì vậy? Tao muốn có một mối quan hệ nghiêm túc. Ok, ok. Thôi, cô ấy không thích đâu. Một cái I see nobody but you. I got something right. Nè, đừng có phá nó được không? Trả cho tôi. Không trả. Sao tôi bực mình với Long quá hả? Cứ chọc ghẹo phá phách người khác hoài vậy? Hay là đi mấy ngày giám thị đi. Thôi, đừng làm vậy. Nha, sao lại là cậu? Trả một tóc cho tôi. Không. Nè, không được bắt nạt cậu ấy. Mày luôn là thằng bày trò bắt nạt NC mà. Còn mày nữa, tao một lần nhân Long bắt nạt mày. Mày lại không cộng như vậy. Cậu làm sao mà bày được với cậu ấy? Nè, là mày gái của anh nha. Trời ơi, nói như vậy không có được đâu. Bây giờ phải làm sao? Nghe kỹ nè. Nắm tay cô ấy, rồi nhìn sâu vào mắt cô ấy một cách chân thành. Đó là anh yêu em từ lâu rồi. Chúng mình hẹn hò nha. Ủa, không được đâu, nổi cây da gà nè. Tin tôi đi, nhất định là cô ấy sẽ đồng ý. Chắc rồi nhờ. Ừ. Ok, lần này mà thành công, tôi mời ba đi ăn một bữa. Ok. Nè, là mày gái của anh đi, anh thích em lâu rồi. Mình yêu nhau nha. Ủa, hồi nãy bà nói chắc chắn là sẽ đồng ý mà. Vậy thì ông mời tôi đi ăn một bữa nha. Ok, sau này em đi chợ, anh nấu cơm cho em ăn, được không? Mọi người bấm đường link trên trang cá nhân để xem những món đồ Gia Long sử dụng trong video nhé. Anh no rồi. Anh Gia Long, em say quá, anh đưa em về nhà được không? Hả? Anh xin lỗi nha, anh có uống rượu rồi nên không lái xe được. Dạ, em về trước nha. Ừ, bye bye. Em ơi, anh có uống tí rượu, lát em tới đón anh về nha. Mọi người bấm đường link trên trang cá nhân để xem những món đồ Gia Long sử dụng trong video nhé. Cậu uống nước không? Để tôi đi mua. Vui sẽ lấy một chai nước ngọt nha. À, cảm ơn cậu. Ơi,
tôi muốn hết hành ra cho cậu rồi nữa. Còn tô này đi. Ờ, à, rồi, muốn tạm xuống nha. Không sao, cậu muốn gì tôi cũng đó. Mọi người bấm đường link trên trang cá nhân để xem những món đồ Gia Lâm sử dụng trong video nhé. Ủa sao vậy? Không phải trước giờ ông mình thích cô ấy sao? Cô ấy như vậy là cơ hội tốt đó. Đúng là tôi có thích cô ấy, nhưng mà bây giờ cô ấy đang say, tôi không thể nào mà lợi dụng cô ấy được. Lại biết đâu cô ấy tỉnh lại nghĩ tôi lợi dụng rồi hối hận sao? Thôi, ông trông chừng cô ấy nha, để tôi lấy cho cô ấy một ly nước ấm. Ủa em? Nè, ông uống nước ấm đi. Không phải, anh thích em sao? Vậy mà dịu một chút uống được hả? Đúng là anh có thích em, nhưng mà có những chuyện mà không thể giải quyết trong vòng một ngày. Và đừng lên trên trang cá nhân để xem những món đồ mà Rinsey sử dụng trong video nha. Đi công tác về sớm hơn một ngày, đang định tạo bất ngờ cho người yêu, không ngờ. Anh mua trà sữa, anh mua trà sữa cho em rồi. Yêu anh nhất. Em về không đúng lúc chứ gì? Anh giấu ai? Làm gì có giấu ai? Không như anh vẫn về nhà nên là nói chuyện chứ gì, hẹn uống trà sữa hả? Nè, uống trà sữa chứ đừng uống trà xanh nha em gái. Quất dụ dỗ bạn trai của khác đi, tưởng vậy là hay hả? Anh dẫn nó đi. Cho nói một câu được không? Anh nói đi. Em nghe đàn bo này. Bây giờ anh còn mặc dày đến mức cho tôi nghe đàn bo của hai người nữa hả? Anh ơi, anh có nhớ em không? Em nhớ anh quá à. Ừ, anh uống trà sữa, anh mua trà sữa cho em rồi. Yêu anh nhất. Đó, nghe đi, thua em không? À, mà sao tự nghe lại mấy đoạn voi đó vậy? Tại vì bây giờ lúc này em cũng chửi anh hung dữ. Còn ngày xưa em hay làm lũng. Thôi giờ nổi cả da gà. Những câu đó là em nói mà. Em yêu anh. Nhoa nhoa. Anh mà không im miệng là em sẽ làm cho anh im miệng hết. Em yêu anh. Nhoa nhoa. Mọi người bấm đường link trên trang cá nhân để xem những món đồ Gia Lâm sử dụng trong video nhé. Anh mau tới tìm em ơi, em lạc đường rồi. Xung quanh em có gì dễ nhận diện không? Có cây màu xanh màu bự nè. Nguyên con đường đều là cây mà. Em nói vậy cũng như không. Anh dám nạt em hả? Baby à, vậy xung quanh em có gì dễ nhận diện không? Còn có tiệm trà sữa. Có mấy ngàn cái quán trà sữa lận á. Đây họ. Nè, em có làm sao không vậy? Không, mà nãy điện thoại em hết pin. Sao em không mang tiền theo vậy hả? Em mang có 50k à. 50k không đủ cho em bắt xe về. Cho sổ với bộ. Mọi người bấm đường link trên trang cá nhân để xem những món đồ Gia Lâm sử dụng trong video nhé.